Bây giờ mình đang ở nhà ga chính của Dresden và bây giờ chúng mình sẽ đi Berlin ha. Thì bây giờ mình đang đợi tàu thôi. Và khi tới Berlin thì mình sẽ đi từ Berlin tới trạm trên số Potsdam và bên biển. Và sau đó thì mình sẽ đi check-in. Thì theo chân tụi mình nào. Đó thì đây là mình thấy một cái tòa nhà rất là đẹp ở gần đó, quá đẹp luôn. Đang tính chụp vào các bạn. Đây sẽ mua vé trực tiếp ta. Là chỉ có 8 thì cuối cùng cũng tới rồi các bạn, là rất là đông luôn. Tại vì hôm nay trời rất là đẹp nên là rất là nhiều người đi chèo thuyền nè, hoặc đạp xe nè, hoặc là chọn cái mục đích
nơi mà tụi mình sẽ check in và nhận tàu. Thì sau đó là tụi mình sẽ đặt cọc một số tiền, và sau đó là khi mình check out thì sẽ lấy lại. Và rất là đông và đang phải đợi tên lửa của mình để mà hỏi, để mà check in đây. Ôi rất là nhiều tàu các bạn à, em thấy đó, là tàu lớn tàu bé nha. Tại vì hôm nay nắng đẹp nên tụi mình đã check in ở đây này. Đây là cái tàu của bọn mình. Và tàu này các bạn có thể nhận. Đây là cái tàu khác này. Và cái hộp, cái thùng màu đỏ kia là thùng dầu hay là xăng vậy đó. Thì tụi mình sẽ được nhận 2 thùng cho 2 ngày. Đây là cái tàu đây. Tụi mình check in đây. Và tụi mình sẽ nhận nói chung mình order thêm BBQ hoặc là toilet hoặc là thang thì tụi mình sẽ nhận ở đây luôn.
quá. Các vua lão thứ ngồi ha. Ở đây là BBQ của tụi mình order ở đây. Ở đây là chuẩn bị nhóm lửa này. Và tụi mình bây giờ tụi mình sẽ lần lượt một xíu thôi, sau đó là tụi mình sẽ đóng neo một chỗ đó để mà làm BBQ.
7 giờ tối rồi thì tụi mình đang tìm một cái bến đậu để mà có thể qua đêm tối nay, qua đêm. Thì đây các bạn đã thấy là một số thuyền nó đã neo đậu đây để mà ngủ qua đêm đó các bạn ạ. Đó, thì bây giờ tụi mình cũng sẽ tìm một vị trí để mà có thể đóng cọc lại mà ngủ hôm nay. 7 giờ tối mà vẫn còn mặt trời các bạn, tại vì bên Đức thì 9 giờ đêm mới là hoàng hôn rồi, nên là bây giờ 7 giờ thì vẫn mặt trời vẫn còn chói chang lắm. Đây là khu nhà giàu, ở đó không có biển nhưng mà vẫn lắm tàu thuyền phết đấy các bạn ạ. Và xa xa đó là một cái tàu như tụi mình luôn. Thì chắc là nếu mà những người mà thuê trong ngày thì họ phải trở về từ 7 giờ 8 giờ tối sau đó, tại vì tụi mình đi hướng này thì thấy rất là nhiều tàu, như là tàu của mình đi ngược hướng ngược lại.
mình thôi. Cũng hơi crappy một xíu. Và bên này thì sẽ có một ok, trời dần tối rồi và tụi mình đang chuẩn bị bơm nệm để mà sẽ ngủ ở đây tối nay. Và ở đây là rất là vắng lặng các bạn ạ. Vắng lặng như tờ vậy đó. Và xa xa thì sẽ có một con thuyền và đàn vịt ngỗng ngang gì đó. Và bên phía kia thì kia là một bến tàu vậy đó. Và chỉ có tụi mình ở đây thôi nên là cảm giác cũng hơi creepy một xíu. Và chỗ chim bé cá rất là nhiều nha. Và đây là tụi mình sẽ chuẩn bị bơm nệm đây. Và đây là cái như là cái phòng của tụi mình luôn. Thì cái phòng này thì nó sẽ có bốn ngăn. Bốn ngăn thì ngăn này tụi mình đựng cái này, cái trắng trắng đen đen này là cái hộp, không thấy gì ha. Gồm có bốn ngăn và cái trắng trắng đen đen kia là cái đi vệ sinh, cái giấy vệ sinh nè. Cái ngăn này tụi mình dùng để đựng đó. Và ngăn thứ hai thì tụi mình dùng để đựng mình làm chân gối nè. Và vali của mình và là khăn tắm của mình đây. Và đây là người ta sẽ phát cho mình một cái hộp cứu thương các bạn ạ. Để phòng các bạn bị cháy máu hay là bị đứt tay gì đó, ta sẽ dùng cái hộp này. Này thì tụi mình cũng dùng để vali nè, dùng để vali và những vật cái này để than lấy dùng làm BBQ nha các bạn. Than làm BBQ, nước ngọt và các vật dụng linh tinh. Ngăn này thì tụi mình để cái này là áo phao chuẩn bị sẵn, họ đã chuẩn bị sẵn cho tụi mình rồi. Và đây là cũng là đồ đạc linh tinh thôi. Thì đây là toàn bộ cái phòng, đây là toàn bộ cái phòng đó, cái phòng ngay bên trong đó. Và xíu nữa thì tụi mình sẽ đặt những cái miếng thanh gỗ thế này này, miếng thanh gỗ thế này lên, là thì tổng cộng sẽ có 6 thanh gỗ và nó sẽ thành như một cái giường gỗ vậy. Và tụi mình sẽ để tấm nệm lên để mà ngủ và để những vật dụng cần thiết. Và bên cạnh thì đây, kế tiếp đây là cái đèn của tụi mình. Và tụi mình có thêm một cái đèn nhỏ nhỏ cái này nữa đó. Và bên phía bên này là cái cửa ha. Trời, anh nóng rồi. Rồi mình sẽ mở ở đây ha. Đó, thì bên này đây là kiểu như là phao cứu hộ này. Và đây là cái thùng này là sẽ đựng đựng xăng đó.
sẽ đón sang qua cái thôn này. Cái thôn còn lại thì tụi mình sẽ cái này là cái mà đi để di chuyển ha, để lái thì các bạn điều khiển qua bên này thôi. Cái này là bạn ga này, cái này là bạn ga này, xong rồi các bạn nếu mà các bạn muốn đi bên phải thì các bạn nhấn vào bên trái, còn nếu mà bạn muốn đi bên trái thì các bạn phải bên phải thôi. Và bên này thì tụi mình là họ sẽ để cái mà gọi là cái móc câu để mà, thì hiện tại thì tụi mình đang để rồi nè, đó. Tụi mình trong này là có hai cái, thì tụi mình để móc câu để mà cố định, để mà tàu không có bị xê dịch. Tại vì gió thì tàu sẽ bị xê dịch đó các bạn. Và đây là hành lang thôi. Đó, hành lang đây. Thì cảm giác đêm đầu tiên ở đây thì cũng chỉ là được về thiên nhiên đó. Nhớ quê kinh khủng luôn. Tại vì mình là sống ở quê mà, nên là tự nhiên yên lặng tĩnh lặng thế này rất là nhớ quê luôn. Trời đã rất là tối rồi các bạn ạ. Phố lên đèn rồi. Bên anh đã chuẩn bị xong. Nè em đêm á, tối nay ngủ rồi. Và các bạn nhìn vào nó bầu trời cái này. Trang rất là đẹp luôn. Ok. Thì đây là nhà của tụi mình đây. Và hy vọng tụi mình sẽ có một đêm ngon giấc. Suốt đêm ngủ chị nghe vịt kêu, chim kêu. Sử dụng túi ngủ, không là sẽ không chịu nổi. À, đây là nệm đây. Tụi mình có thể để tất cả những vật dụng mà không cần thiết qua hai bên rìa đây. Tại vì vẫn có một chỗ mà để. Trời ơi, trời đất, trời trang luôn.
Sáng đây là Pepsi Mini này, Omachi này, nước này, cùng tà chua. Và sau khi tụi mình và xa xa là yên ngỏng. Thì sau khi tụi mình ăn xong thì tụi mình sẽ đi siêu thị để mà mua thêm nước và lương thực cho hôm nay. Ok, bát mì của mình đây. À, chúc mọi người ngon miệng. Ok, và đây là một cái bến mà tụi mình sẽ phải đổ để mà đi lên bờ. Hay là đúng. Ok, bây giờ mình bắt the bow ở đây và đi tới siêu thị. Đây là đống đồ mà tụi mình vừa mua đây. Đây là khung cảnh xung quanh đây. Tụi mình mới làm cái bè này này. Và xa xa là xa xa sẽ có một số tàu thuyền. Và cái này là cái okay, let's go.
quack 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 quack. Oh, she moving. Quack quack. Quán này là quán gì đây? Hiểu nha. To quá. Ê. To quá đi. Ê. Ok. Baby cute time now. Mình sang với
potato salad hơn. Và tương ớt. Ok, chúc mọi người ngon miệng. À hú hú, bạn thấy nhiệt tình. Thì đây là bánh mì mà hôm qua mình giới thiệu các bạn mình. Đó, ăn cũng được lắm á. Mình muốn đi siêu thị hay là đi làm bờ một xíu đó thì tụi mình sẽ đổ những cái bãi này. Và có luật giao thông đường thủy rồi nha các bạn. Đây nè, như là sẽ có những cái biển báo thế này để mà và tụi mình có một cái bản đồ để mà chỉ dẫn những cái biển báo này. Đó, bây giờ tụi mình sẽ đi qua một cầu đây. Hôm nay đi hơi nhiều. Ô, hôm nay có một biển báo ở đây. Hôm nay đi hơi nhiều. Tụi mình chỉ có hôm nay nữa là sẽ được đi rảo nhiều. Ngày mai đây là sẽ đi về kiểu như là đi ngược lại ra để mà gần cái bến tàu, tại vì tối ngày mai là tụi mình phải ngủ ở một cái bến gần cái chỗ mà check in, để sáng thứ năm tụi mình check in lúc 9 giờ là có mặt đúng giờ, và tụi mình sẽ đi train về Dresden. Sau khi check in tầm 2 tiếng rưỡi thì tầm 9 giờ tụi mình check in thì tầm 11:30 tụi mình phải lên tàu về rồi. Rất là nhiều tàu luôn này, nhưng mà cái chỗ này là cái nó là cũng hơi nhỏ nè. Green plan nha. Yeah. No. Tôi ước có một cái nhà di động thế này, quá thấp quá đi à. Ở đây trong đó là có phòng tắm, phòng ngủ luôn mấy các bạn à. Thấp quá à. Ở đây cũng là một bến tàu nữa, trời ơi, dân đất giàu quá. Không có biển mà toàn tàu không thôi.
Mallorca thì cũng trên bến thuyền cũng toàn là tàu rất lớn. Ừ. Vịt. May nhờ các em có quốc tịch Đức đó nha, chứ không là gặp Việt Nam là vào nồi rồi nha. Một cái tàu nữa. Và đây là một chỗ camping car, camping plus. Đó, rất là nhiều xe. Rất là nhiều xe camping car. Rất là ôi đây. Là một thuyền nữa. Hôm nay nhiều thuyền nhỉ. Và kia là một em vịt chơi. Thôi thôi lâu đi rồi đó. Băm băm băm. Ồ, là một biển báo. Rất là rộng luôn.
xanh mà nha. Rất là nhiều tàu luôn. Trời ơi. Ok, thì đây là nơi mà tụi mình sẽ ngủ lại đêm nay. Thì cũng rất là yên bình thôi, yên tĩnh, ngạc nhiên tinh lặng. Và không quá nhiều phương tiện giao thông mà phương tàu bè ở đây. Thì bây giờ tụi mình đang bắt đầu nhóm lửa để mà BBQ cho tối nay đây. Và tối nay tụi mình sẽ ăn beef steak nè, gà nè, và xương heo, và đủ cả là bò, gà, heo rồi ha. Rồi đó. Ok. Đây Quang rất thích. Ủa, Quang rất thích potato salad. Có một đống xương và đang đợi gà. Và bây giờ là tầm, mình nghĩ là tầm 8:30. Bây giờ còn trời vẫn còn sớm, còn có một tí ánh sáng nên là tụi mình sẽ quyết định là chơi một trò chơi gì đó. Ok. Ui ui ui. Ok, đây là ghế nè, đây là bàn này. Và chơi thế bài mà. Rồi, ok, bây giờ tụi mình sẽ ra chơi. Hãy tin xích niềm nhé. Xích niềm nhé. He put the game in the in here, I think. Ok, bây giờ tụi mình sẽ chơi xích niềm này. Các bạn nào là fan của xích niềm không? Tinh tinh tinh. Ha ha ha. Ok, và rồi thứ nhất mình đã thua 14 điểm. Giờ mình đã tới rồi thứ hai. Và tối qua nó là Ahuhu và... And now we need to find the battery. Và kết thúc quán, mình vẫn thua. Mặc dù bạn ấy chỉ có 2 điểm trừ thôi. Và mình tới 14 điểm trừ. Bạn héo quá.
Okay. So, Good morning, my boy. Are you sad? Là mình đây và thế này bữa sáng vào lúc 11 giờ trưa. Tại vì hôm nay mình ngủ hơi quá đà nên là hắn vẫn bạn mình vẫn vẫn lái tàu khi mà mình đang ngủ. Thì đây là một cái bãi neo và trong đó là có rất là nhiều người cắm trại luôn, thì các bạn có thể lựa chọn là khi các bạn lên đây thế này thì các bạn có thể đem theo đồ cắm trại để các bạn tụ tập vào những cái bãi như thế này để mà cắm trại qua đêm. Nếu các bạn không có ngủ giữa lên đây giữa sông nước thì các bạn có thể thế này đây.
thì mình thấy là mùa corona nhưng mà vẫn có rất là nhiều người cấm luôn đấy. Thôi bây giờ tụi mình vẫn tiếp tục thôi. Thì bây giờ tụi mình sẽ cắm cọc và đi tới siêu thị đây. Ok, tụi mình sẽ neo đậu đây. Ok, thì bây giờ tụi mình đang chuẩn bị BBQ cho buổi trưa. Và trưa hôm nay tụi mình sẽ ăn gà. Và cái này hình như cũng là thịt gà luôn nè. Và cả bánh mì ha. Một xíu dâu nè. Và không quên phải có một cốc coca thật là nặng. Nóng thuyền và
rất là mát, thoải mái, nhưng mà có điều là nắng quá, nắng chích sâu 3 ngày về là mình sẽ đen như là mọi luôn á. Trời ơi, rất là đẹp luôn bà ơi, nhưng mà nắng chiếu xuống là ngập chai vì đã sáng rất nóng luôn. Ô, và đây là một cái thuyền rất là lớn đang đi ngang của tụi mình. Ok, bây giờ tụi mình đang sắp tới đây nè. Mình sẽ tìm chỗ đó xanh ở khu vực này. Các bạn nhớ hôm nay là chỗ mà tụi mình đã check in nè. Thì hôm ngày hôm mai tụi mình vẫn tới đây để mà check out thôi. Cầu thôi. Cầu rất là rộng. Tới 18 giờ là 6 giờ tối thôi. Và đây là bảng giá này. Và gần này thì cũng có rất là nhiều. Rất là nhiều tàu bè. Đây là lâu đài này các bạn ạ. Một cái tàu và một số người chèo thuyền.
à, họ xem nó như là một môn thể thao vận động. Đây mình chỉ zoom vào cho các bạn thấy. Chèo thuyền đua nữa chứ. Ok, và tụi mình vẫn tiếp tục thôi. Ôi, mình đi qua một cái cầu. Hai bên là hai hàng xe ngắt. Vẫn tiếp tục thôi. Cà phê ở đây nha. Hai bên đường này, con sông này. Ok, mình sẽ quay cho các bạn thấy là họ đang chèo thuyền, thi chèo thuyền đây. Trời ơi, sợ ghê luôn đấy. Đối với một đứa không được bơi như mình thì ức. Chèo ở đây nó có sợ té không? À, bây giờ là họ sẽ tới giờ họ sẽ đi nè. Tại vì đi qua con đường này chỉ có 20 phút thôi các bạn ạ. Là khu nhà giàu nha. Trời ơi, toàn là villa không này. Đây là trời ơi, còn khu nhà giàu không đây. Ui ui ui. Đó, đó là các bạn à, nghe tới nhà trên núi là từng nghĩ là người ta nghèo ha. Nhà giàu mới ở trên núi đó. Thôi, mình sẽ quay lại nha. Một khu nhà giàu là không chỉ có villa ha, mà còn mỗi nhà hình như là còn có một cái tàu ở đây đó, là đó, mỗi nhà là có một cái tàu riêng đây. Tàu ngắm sông ngắm nước luôn ha, ít quá à. Dạ, hầu như là nhà nào cũng có tàu. Lên sông nước lộn. Đây là một con đường cũng rất là đẹp luôn, tại vì hai hàng mình rất là thích kiểu như là hai bên là cây xanh á, kiểu như là rất là yên bình luôn. À, thật sự bây giờ là 8:30 và trời thì có rất nhiều mây, gần tối rồi. Thì mình đang ở một cái biển rất khá là lớn và ở đây rất có rất là nhiều thuyền bơm luôn các bạn ạ. À, đó, và đây là một bến tàu đây. Tàu về rất nhiều tàu luôn. Đây, thuyền bơm rất là nhiều luôn. Cano nữa. Giúp cho các bạn xem một số thuyền buồm ở đây nha. Đó. Nãy giờ là mình đã thấy
một cảnh rất là đẹp đây, như là mây bao phanh mặt nắng cuối cùng ha. Đó. Cho barbecue đây, ai lửa đã nhóm rồi, đợi hừng than lên thôi. Và tối nay tụi mình sẽ ăn pork this từ thịt heo nè, rồi xúc xích nè. Và tụi mình sẽ thử loại salad dưa leo nè. Tất cả các loại sốt quen thuộc, và đây là đồ uống đây. Đó là qua đường cho ngày cuối cùng ở đây. Và đây là một số em thiên nga trắng. Ồ, đây rất là nhiều thiên nga trắng nhỏ. Bên này hai em này. Bên này 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 luôn. Nhiều ha. Và tụi mình sắp đi ra khỏi rồi. Cái khúc này đẹp quá à. Tàu này cũng đẹp nữa này. Nghe là mặt trời cũng sắp lặn rồi đây. Và đây, đây là hậu quả có một cơn sóng to, tại vì là thuyền đi qua và tụi mình né không kịp, thế là sóng ập tới và ướt hết cả đống đồ này luôn, hên là chỉ ướt mỗi cái này thôi, lâu là được. May là chưa bắt đầu ướt hết luôn các bạn. Và tụi mình lại có một view rất là đẹp đây. In the sea. Và baby kill. Really? Lạnh quá các bạn ơi. Biển mà. Kêu của tụi mình đây, và mời các bạn comment của tụi mình ha. Và tụi mình còn xúc xích nữa nè. Xung quanh vắng lặng như tờ luôn ha.
Trời, tôi ngủ mà ngầm nghe hát chim hót rồi tôi ép off. Đây chỉ là bản 5K của chim thôi nha, xíu nữa các bạn sẽ nghe bản 5K của S. Trăng sáng ha. Ở thế này thì sao mà tôi ngủ được đây. Thêm combo sóng vỗ nữa.
trời luôn mày nè. Trời ơi, đông quá. Oh my gosh. Anh chị đu đớn rồi. Khu này rất là nhiều thiên nga các bạn ơi. Và hiện tại thì mặt trời đã lên cao chót vót rồi. Bên kia các bạn thấy cái này nữa. Và khúc này thì là khúc có rất là nhiều thiên nga luôn. Chim bay rồi ha. Mặt trời lên cao chót vót các bạn ơi. Và mình đang thấy một mình lại xem người ông chi tiếp ha. Và sau khi tụi mình ăn sáng các bạn sẽ đi check out và trở về Houston. Kia của tụi mình nè, đây là cái
hộp vệ sinh hả, và kia là một cái thùng rác của mình. Và bây giờ tụi mình ở đây là đồ đạc tụi mình đang xếp dỡ đây. Rau còn ăn chưa hết nữa. Potsdam. Và sau đó tụi mình sẽ từ đó đi tới train station in Berlin và sau đó sẽ về Dresden. Ôi, tụi mình mệt cơ, khổ đau các bạn ơi đây. Hành trang cho 3 ngày đây. Và mình sợ lạnh nên mình lấy mình mặc một cái rất là to sủ ở đây, nhưng mà nóng, nóng quá. Đây, hey. Ok, thì bây giờ tụi mình đang ở trạm này, thì bây giờ sẽ tới trạm này ha. Ở đây là một cái bản đồ của anh một trạm ở đây. Thôi tìm việc. Mình đang ở trên tàu,
Weibus và Trend thì tụi mình đã về nhà rồi và tụi mình mua cái bóp để mà ăn lấy sức và sau đó sẽ nghỉ ngơi một xíu. Tạm biệt các bạn, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình và hẹn gặp các bạn ở các video sắp tới của mình nha. Em rất xin chào mọi người, cảm ơn mọi người đã xem hết video này. Và nếu các bạn thích video này thì các bạn có thể comment phía bên dưới cho mình biết ý kiến của bạn về video này ha. Và các bạn có thể ủng hộ mình bằng cách like và chia sẻ, theo dõi kênh YouTube của mình để đón xem nhiều video sắp tới của mình ha. Và cảm ơn, thật sự cảm ơn các bạn thời gian qua đã ủng hộ và nó làm cho mình có thêm động lực để mà có thể làm nhiều video mới sắp tới về bóc game và cũng như cuộc sống của mình ở bên châu Âu cũng như là nói chung và Tây Ban Nha rất nói riêng ha. Thì cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn tại những video sắp tới của mình. Bye bye.